mình giới hạn lại thì mình chọn nó dễ. Bố nghĩ cái này hay là con cũng thích cái này hơn. Bố quyên nhá, con bố quyên nhá. Đồng ý chưa? Nhưng mà con lăn tăn cái gì? Bố mời thêm khách được không? Được, được. Rất là phí. Khách của bố thì nhiều miên man. Nhưng có cái là mình sẽ phải lựa chọn. Bởi vì là ví dụ khách của bạn của bố mẹ ở Đại học Y cũng rất đông nhá. Mình sẽ bây giờ chúng nó đều đến được ngay. Thứ hai là bạn bên bộ y tế có bố đi hết. Con nó tưởng bố hay lười đi. Có. Rồi là bạn của bố ở cơ quan hiện nay, rồi các cơ quan cũng nhiều lắm. Nhưng có cái là mình cũng sẽ, nếu mình làm ở đây mình sẽ mời nó nhiệt tình mà mình mời kiểu như là thực tâm ấy thì mọi người sẽ đến thôi. Mà đây nó không cái dở là chính ra mời ít như con yêu cầu mà bố chỉ mời 20 khách thôi là rất khó đấy. Chính khó bởi vì là mời ít mới càng khó. Mời ít rất khó bởi vì là bỏ ai. Nhưng mà mời nhiều quá thì không nên, nhưng mà mời ít quá là rất khó. Bởi vì là lúc mà người ta đến là mình sẽ kẹt. Mà người ta bảo cái ngồi ngay bên cạnh người này người kia lại biết mà mình lại không mời. Nó rất là kẹt chứ không phải không. Chính mời ít, mời 20 người là rất khó. 30 người cũng khó chứ đừng nói. Vì cơ quan bố thí dụ như 30 người là 30 người rồi. Không thể bỏ một người nào đi. Cơ quan bố đã 30 người rồi. Thế bây giờ vông bảo bố chỉ được mời 20 thôi. Thí dụ thế là nó cũng là căng thẳng đấy. Tất nhiên là mình lại phải nói khó thế nào đấy bảo. Tôi lại bảo con muốn thích cái điểm đấy, khó cái điểm đấy chỉ được có từng đấy. Cái điểm đấy nó chỉ có ít người cho nên là thôi thì không, mình sẽ nói là chỉ là cái gì đấy đại loại, tức là mình cũng nghĩ ra được. Nhưng mà cái đám cưới bây giờ người ta chỉ trách chuyện đương nhiên, không vấn đề gì. Nhưng mà mời đây thì cũng nghĩ cũng là một cái hình thức cảm ơn luôn, cảm ơn mọi người luôn, lịch sự sang trọng. Còn một cái nữa bên này này, bên Thắng Lợi này cũng rất hay. Mọi người không biết, ngoài trời cũng rất đẹp. Không, ở trong cũng được mà ngoài trời cũng được, rất đẹp. Mà hình như là rẻ. Khách sạn Thắng Lợi này là khách sạn nổi tiếng ngoài xưa của Việt Nam Cuba. Thế bố không nói con từ đầu con tham khảo hết luôn. Nó có cả cái bể bơi. Nhưng mà không thể bằng xe tận được. Nhưng mà nói thế, nếu như mà dịch vụ nó không bằng, nhưng mà nếu giá nó chỉ bằng độ 60% thôi, thì mình hoàn toàn thể cân nhắc. Nó có một cái khu rộng rộng nhìn ngay ra Hồ Tây. Nhưng mà đâu bố cũng bảo cho con luôn để con nhìn ngay ra Hồ Tây. Vì những cái này thì con đều là đây, một là như lục thủy với cả cái này thì đều là con đã hỏi hết trước rồi. Nên tất cả dịch vụ và giá cả, những cái phụ phí, những cái chi phí có thể phát sinh. Thì xong sau đấy thì mình mới đến xem cho nó chắc chứ còn. Hai cái choi đấy là được rồi. Và mình chọn cái choi này là đúng đấy. Thấy cái này, cái phỏ của nó vừa đẹp, anh chàng vừa đẹp, người bạn có về rất được. Hôm trước con chỉ còn ngại mỗi đường dẫn, hóa ra họ có làm cái vùng cao lên. Ở đây nó chuyên nghiệp mà, nó lại cắt đi mà. Vâng. Hóa ra nó cần muốn yêu cầu cái gì cũng có. Cái cậu kia này nó cũng đúng là business, là làm được cái marketing tốt. Quản lý của đây vẫn là một ông Mỹ sao mà thường là người Mỹ. Hệ thống xe thì nó không đổ. Đây là một triệu phú người Mỹ, một cô gái giao cho con để đi. Thôi quyết thế đi. Thế xong rồi mình còn lo ra những việc khác. Khi làm ở đây rồi bông cho thấy là mình đỡ lo lắm. Nó có hết rồi. Ừ, mình sẽ chỉ còn vác người mình đến. Nó rất là yên tâm. Và gọi là mời mọi người đi confirm thôi. Xong mình điều chỉnh thôi. Anh Phúc cũng sẽ mời thêm đấy. Nếu làm sao tần là anh Phúc cũng sẽ mời thêm. Anh không chờ nhu cầu mời đông đâu. Không, anh Phúc cũng không mời thêm, nhưng mà mời mấy cái người bạn là thân của anh ấy. Đấy, bạn thân là anh có mỗi 2-3 người đúng không? Chúng Lâm mới là thế này. À, Chúng Lâm. Nhưng mà bọn con không phải, đây bọn con đều suy nghĩ, không phải anh không muốn mời nhá. Mà là bọn con đều suy nghĩ là cưới của anh chị em ấy thì nó không liên quan lắm. Ừ, đúng rồi. Nếu như mà ví dụ ngày xưa ấy là anh chị em hay sang nhà nhau chơi thì là bạn bè của anh chị em cũng biết mình, biết con dâu chú rể kiểu vậy.
mới là mới hết đến nơi. Nhưng mà Trung Lâm đâu biết con đâu. À này, còn cái con Lan Anh ở trên phố ấy. Mẹ Lan Anh còn trên phố đâu ạ? Mẹ Lan Anh chuyển đi lâu rồi mà. Thế thì có mời không? Mẹ Lan Anh có biết ở đâu đâu mà mời ạ? Mẹ Lan Anh chuyển đi từ rất lâu rồi. Ngày xưa hồi con nhớ là khi con về xong con đã hỏi mọi người ấy, là cô Lan Anh còn ở đây không? Từ thời còn mẹ cơ. Nhưng mà bảo là còn Lan Anh thì bạn mẹ ấy gì ạ? Bạn của mẹ có hai người rất thân, là Lan Anh với cái bà gì, cái Huệ à, ngay ở bên phố. Rồi có mấy đứa nên là lâu lắm rồi mình chuyển nhà mình không có liên hệ, chứ bởi vì những người là biết con từ bé. Con Phúc là trên phố là người ta biết từ bác bé. Phương. Bác Phương ngày xưa bông cứ đứng mẹ Phương ơi mẹ Phương, xong mẹ không cho gọi bác Phương của mẹ. Thế là cứ đang đứng đấy mẹ Phương ơi mẹ Phương. Xong bác Phương ngó ra và ư bông à. Thế là mẹ ngó ra cái đấy, bác Phương ơi bác Phương. Con hồi dẻo mỏ. Anh khen đẹp. Bác Ngân, bác đẹp nhất. Ơ ừ, đấy con có hai người con gọi là mẹ Lan Anh. Bởi vì là bạn mẹ. Thế mẹ cho gọi là mẹ. Nhưng bác Phương mẹ không cho gọi là mẹ. Con gọi bác Phương vì bác Phương rất hay trông con. Con chỉ nhớ bác Phương rất trông con và bác Phương rất là quý con. Con rất hớn hở. Chứ còn như mấy cái bà giáo viên ở trường mẫu giáo đánh con á thì con thù luôn. Chứ đừng hòng mà mẹ với cháu cha. Con bị đánh à? Con bị tát. Thế à? Nhưng con không kể. Hả? Hồi đấy là con ăn, làm cho con sợ luôn đấy. Con ăn cái buổi trưa ăn bát canh rau cải, nấu gừng. Và con đã bị ốm, con đã bị mệt sẵn rồi. Và sau này nó nấu, người ta nấu một cái bát chè là chè đỗ xanh nhuyễn với hạt sen. Trong đó hạt sen để nguyên tâm. Con rất sợ, con sợ tận bây giờ luôn. Là con không ăn được cái chè đấy. Và bắt ăn là lúc con ăn thì con nôn. Nôn thì nó tát luôn. Tát xong rồi là bắt đi dọn. Thế là con khóc. Khóc, con đứng ở đấy con khóc. Đấy là các cô gọi thôi, các cô gọi đi dọn. Nó cũng thôi. Thế con thù mãi nhưng con không kể. Mãi đến sau này con mới kể với mẹ. Thì những người đấy thì đừng hòng con quý. Chứ chỉ nhớ có một lần con mới quý lại. Có khi bông vẫn còn nhớ. Bông bị ngã chảy máu. Và con không cho giáo viên bằng cái gì cả mà con đang khóc ré lên đấy. Con phải gọi bố đến. Con đang khóc ré lên thì cô giáo mới bảo là thôi chết rồi, nó rách này chắc phải đi khâu. Theo con ngã ngưng luôn, con nghiền khâu, con sợ quá. Con bảo là cô ơi, bố con là bác sĩ, cô gọi cho bố con. Hồi đấy nó không có điện thoại di động. Nó bảo là thôi chết rồi, nhưng mà số bố con là bao nhiêu cô không biết. Mà cô bấm gọi đi, con đọc cho cô. Con đọc có số máy lẻ luôn. Con nhớ hết số máy lẻ. Thế là cô gọi bố phải lao đến, bố tưởng là ghê quá. Thế là con nằm im đấy, xong rồi con chỉ dám gì nước mắt thôi. Xong rồi lúc bố đến con bố gào lên, bố ơi con đau quá. Nhưng chắc con không phải khâu đâu, bố đúng lo không, chứ bố đến nên bố cũng lo. Thế xong rồi bởi vì là bố đến muốn lo thế, nhưng mà nhìn thấy chị chảy máu này, bố bảo bố đánh giá luôn, không có lời gì, không phải khâu. Không phải khâu đâu, thế con sung sướng, con bảo đấy cô ơi, bố con là bác sĩ. Không phải khâu đâu cô ạ. Sợ không là... Bây giờ vẫn còn sẹo mà. Thế bố mới hỏi cô giáo bảo con anh, nó bảo phải gọi bố chứ không có được đưa đi đâu hết. Sợ không? Thế bảo ừ thế mới đúng chứ. Thế liên sợ không? Con tôi nó phải thế. Cô giáo cười. Còn nếu mà anh, bọn còn anh Phúc một lần phải câu. Anh Phúc thì trốn tủ. Thì trốn tủ, sập cái tủ. Đâu. Cả chơi cầu thang, cái cầu thang. Anh hai vụ.